sau buổi kiểm tra trực tiếp trên công trường của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cuối tháng 5 vừa qua, khó khăn về nguồn vật liệu san lấp phục vụ gói thầu số 12 xây dựng cầu Kênh Đào và cầu Tổ hợp nằm trên địa bàn thành phố Uông Bí đã được giải quyết kịp thời. Qua đó, tạo điều kiện để các đơn vị nhà thầu tăng cường nhân lực thiết bị, tổ chức thêm các mũi thi công. Trong đó, cầu Kênh Đào được thiết kế dài hơn 353,6m, cầu Tổ hợp dài hơn 1,2 km. Hiện gói thầu đã hoàn thành được trên 20% khối lượng công việc. Trong đó, nhiều trụ cầu đã được hoàn thành, chuẩn bị sẵn sàng tổ chức thi công những nhịp dầm đầu tiên. Sau khi mà được sự chấp thuận, đồng ý chủ trương là lấy đất của Nam Tràng Bạch về đắp mặt bằng công trình, nhà thầu đã tích cực là tăng cường các thiết bị giàn khoan từ 7 giàn khoan lên 12 giàn khoan, cộng với lại là tập hợp nhân lực về thiết bị thi công, con người và vật tư. Thì hiện nay là cái tiến độ thi công các cọc con nhồi cũng như là mố trụ đã dần dần là nổi lên so với lại là yêu cầu của dự án. Toàn tuyến đường ven sông được thiết kế 13 cầu vượt sông, mỗi vị trí có 2 cầu, trái tuyến và phải tuyến, cùng với Kênh Đào và cầu Tổ hợp. Các cây cầu còn lại cũng đều đã được đồng loạt tổ chức thi công. Tuy nhiên, tại một số vị trí cầu đến nay mới chỉ tổ chức khoan thăm dò địa chất và tiến hành một số hạng mục phụ trợ. Đơn cử như tại cầu Sông Uông đang bị chậm tiến độ so với kế hoạch. Cái dây chuyền để khoan nhồi thì theo yêu cầu là phải có 2 dây chuyền. Thì chúng tôi đã huy động với đây 1 dây chuyền. Bởi vì là cũng chưa có mặt bằng để thực hiện nên chưa huy động sớm được. Đấy, huy động một bộ kia về đây cũng 1 tháng chưa có việc làm, công trình chưa triển khai được nhiều. Mới triển khai những công trình phụ trợ. Tuy nhiên là toàn bộ cái đường để tiếp cận vào dự án đến nay là chưa được giải phóng mặt bằng. Nhà thầu không có đường tiếp cận vào để thi công công trình từ 2 phía. Thứ nhất là phía bên phía mố 11, phía Quảng Yên này thì đang vướng cái mặt bằng để thực hiện các cái hạng mục như là đường công vụ và đường vận chuyển. Dự án đầu tư xây dựng đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 trên địa bàn thị xã Quảng Yên đến thị xã Đông Triều có chiều dài hơn 40 km. Điểm đầu nối với tuyến đường khu công nghiệp Amata, điểm cuối giao với quốc lộ 18 tại khu vực cổng tỉnh Quảng Ninh. Công trình hoàn thành không chỉ kết nối cao tốc Hạ Long - Hải Phòng mà còn kết nối cầu Bến Rừng, cầu Lại Xuân, cầu Triều, tạo trục giao thông quan trọng trong liên kết vùng và nội vùng, thúc đẩy phát triển các địa phương phía tây của tỉnh và cả tỉnh.